Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức Máy tính của mình. Video này mình sẽ show cho các bạn xem hai kiểu chuột có thể sử dụng trên điện thoại và cách thức để bạn có thể kích hoạt nó. Ok, đầu tiên sẽ là kiểu chuột mũi tên truyền thống giống như trên PC, có thể được tích hợp ngay trên chiếc điện thoại của bạn. Các bạn làm theo các bước mình hướng dẫn, các bạn có thể sử dụng chuột như là trên thiết bị máy tính của các bạn thôi. Các bạn có thể vào các trang web, ví dụ như mình vào Google chẳng hạn. Sử dụng rất là dễ thôi, như là sử dụng trên máy tính. Như các bạn vừa xem thì là kiểu con trỏ mũi tên thường thấy ở trên PC. Còn tiếp theo mình sẽ show cho các bạn xem một kiểu con trỏ khác cũng được sử dụng khá là phổ biến ở trên điện thoại. Ok, đây là kiểu con trỏ chuột nút một chạm cảm ứng. Nó sẽ hiển thị và di chuyển theo tay các bạn khi các bạn di. Đấy. Ví dụ mình vào phần lịch này. Đấy, thì nó cũng hiện này, mình chấm cho các bạn xem này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đấy, có rất nhiều các cái hình chấm này. Ok, trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bật con trỏ chuột một chạm cảm ứng, các bạn cùng làm theo nhé. Đầu tiên là các bạn vào phần cài đặt, sau đó các bạn kéo xuống dưới, các bạn bấm vào phần cài đặt cho nhà phát triển. Và sau đó thì các bạn tìm đến cái phần hiển thị con trỏ, tuy nhiên thì đối với một số máy, nó sẽ không hiện cho các bạn cái phần cài đặt nhà phát triển này. Ví dụ như là mình khi mình tắt đi rồi, máy các bạn mới mua nó sẽ không hiển thị, nó chỉ hiển thị phần cập nhật phần mềm này, thông tin điện thoại, sách hướng dẫn sử dụng. Thì mình sẽ vào phần thông tin điện thoại nhé. Đầu tiên là vào cài đặt này, cài đặt, xong đó kéo xuống vào phần thông tin điện thoại. Tiếp tục, điện thoại của mình ở đây là mình đang sử dụng là điện thoại Samsung Galaxy A20 các bạn nhé. Thì hầu hết các điện thoại trên thị trường hiện nay đều thao tác theo các bước như mình thao tác thôi. Sau đó các bạn vào cho mình phần thông tin phần mềm. Tiếp tục các bạn nhìn xuống dòng số hiệu bạn tạo và click vào thật nhiều cho mình. Thì nó sẽ hiển thị là còn 4 bước để bạn trở thành nhà phát triển. Bạn cứ click tiếp đủ 4 bước cho mình. Tiếp tục các bạn sẽ vẽ một cái hình mẫu mà trước đó các bạn đã cài đặt trên máy để mở khóa màn hình điện thoại. Sau đó các bạn kéo xuống và các bạn sau khi đã mở khóa màn hình rồi thì mình bấm vào phối để bạn tạo nhé. Thật sự ghi là không cần thiết vì mình đã bật rồi, thì các bạn sẽ thoát ra ngoài màn hình chính như mình. Sau đó thì vào lại phần cài đặt nhé, vào lại phần cài đặt này, các bạn kéo xuống thì đã thấy ra cái mục mà cài đặt cho nhà phát triển xuất hiện, thì các bạn bấm vào phần cài đặt cho nhà phát triển của mình. Sau đó thì các bạn kéo xuống, có rất nhiều các cái option trong này, thì các bạn chú ý giúp mình là đừng click vào để bật các cái mục mà mình không biết, bởi vì là nó sẽ có thể làm cho máy các bạn xảy ra một số trục trặc đấy. Thì bây giờ các bạn tìm cho mình cái dòng hiển thị số lần nhấn này, nó sẽ ghi là hiển thị phản hồi trực quan cho các lần nhấn này, các bạn bật lên giúp mình. Đấy, thì ngay lập tức thì khi các bạn di chuyển tay đến đâu thì nó sẽ có một con trỏ mờ mờ đấy, các bạn thấy có một con trỏ rất mờ không? Xuất hiện theo tay các bạn khi các bạn di. Đấy. Ví dụ mình vào phần lịch này. Đấy, thì nó cũng hiện này, mình chấm cho các bạn xem này, 1 2 3 4 5 6 7 8. Đấy, có rất nhiều các cái hình chấm này. Là cái con trỏ của mình khi mình di đến đâu thì nó sẽ hiển thị đến đấy. Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách bật con trỏ hiển thị số lần nhấn trên điện thoại. Tiếp theo sẽ là cách kích hoạt chuột mũi tên trên điện thoại sử dụng giống như trên PC. Mời các bạn xem và cùng thao tác. Các bạn đang theo dõi kênh Kiến thức Máy tính và mình đang sử dụng chuột trên thiết bị điện thoại của mình là Samsung Galaxy A20. Mình sẽ vào phần thông tin điện thoại cho các bạn xem. Ok, đúng là Samsung Galaxy A20. Và các bạn có thể sử dụng chuột trên bất cứ thiết bị điện thoại nào. Chỉ cần các bạn làm theo các bước mà mình hướng dẫn. Chỉ cần là điện thoại smartphone và các bạn làm theo các bước mình hướng dẫn, các bạn có thể sử dụng chuột như là trên thiết bị máy tính của các bạn thôi. Các bạn có thể vào các trang web, ví dụ như mình vào Google chẳng hạn. Sử dụng rất là dễ thôi, như là sử dụng trên máy tính. Và các bạn thậm chí có thể vào để chơi game. Mình sẽ vào game cho các bạn xem. Vẫn xuất hiện con trỏ chuột trên các game mà có hỗ trợ. Thì hầu như là game nào thì cũng cho phép các bạn sử dụng chuột thôi. Rất ít game mà chặn các cái cổng kết nối.
Ok, như vậy là mình có thể chơi vào chơi game nhưng mà sử dụng chuột ở trên điện thoại. Đấy, các bạn có thể vào các cái mục như là nốt chẳng hạn, các bạn có thể gọi chữ trong này. Nói chung là thao tác nó như là các bạn sử dụng máy tính thôi, nó cũng hiện phím mouse đấy và các bạn có thể gõ chữ được. Thậm chí là các bạn có thể chuyển sang để các bạn vẽ trên điện thoại các bạn. Ví dụ như mình vẽ một cái cây chẳng hạn. Đấy, rất là đơn giản. Thì đây, mở thanh thông báo này. Thậm chí mở menu này, lướt qua lướt lại này, rất ok đúng không? Rất là mượt mà. Thì để có thể bật được cái con trỏ trên điện thoại thì các bạn hãy làm theo hướng dẫn của mình như sau nhé. Các bạn cần chuẩn bị cho mình hai thứ. Đầu tiên là một con chuột PC sử dụng chuẩn kết nối USB. Thứ hai, bạn sẽ cần một thiết bị adapter chuyển đổi để có thể kết nối chuột với điện thoại thông qua cổng sạc. Vậy thì mình sẽ minh họa cho các bạn xem cái adapter của mình này. Đây là cái adapter mình có mua trên Shopee, giá cũng rất là rẻ thôi, khoảng 5 đến 10k tùy loại. Thì các bạn mua cho mình một cái như thế này. Thì đối với các thiết bị điện thoại các bạn thì các bạn sẽ mua một cái thiết bị riêng. Như của mình là sử dụng Samsung Galaxy A20, là sử dụng chuẩn kết nối cổng sạc Type-C. Thì mình sẽ mua một cái adapter USB to Type-C. Còn nếu các bạn sử dụng các cái chuẩn sạc khác như là micro USB thì các bạn sẽ phải mua adapter micro USB. Đấy. Tức là USB to micro USB đúng không? Còn đây là cái cách mà mình đấu nối với thiết bị điện thoại của mình, sử dụng chuột này qua có kết nối cổng USB này, kết nối với adapter này, sau đó mình cắm vào điện thoại thông qua cổng sạc. Đấy, như vậy thì sau khi các bạn cắm vào thì điện thoại sẽ nhận chuột luôn và các bạn có thể sử dụng. Thì để có thể mua cái sạc này thì mình thường tìm ở trên Shopee, thì các bạn có thể vào Shopee để tìm thôi. Đây, các bạn chỉ cần gõ cho mình đúng cái adapter. Nếu ví dụ như mình có chuẩn bị sẵn đây là USB to Type-C này, các bạn gõ cho mình cái dòng này vào, đúng không? Thì các bạn sẽ tìm thấy có rất nhiều nhiều loại. Đây mình có thấy 15k này, 120k cũng có này. Các bạn có thể chọn cái mức giá rẻ hơn. Đây các bạn bấm mức giá này. Sau đó các bạn điều chỉnh cái mức giá cho nó rẻ. Đây là giá từ thấp đến cao. Đây là giá từ cao xuống thấp. Đấy. Đây là USB to Type-C nhá, như cái của mình đang dùng ấy. Còn đối với những cái bạn mà dùng chuột kết nối khác thì sẽ là USB này, to micro, đúng không? USB to micro USB. Đây sẽ là cái chuẩn này. Thì nó cũng hoạt động tương tự thôi và mức giá thì nó cũng như vậy. Sẽ có shop nó bán cả hai loại luôn và cùng mức giá cho các bạn lựa chọn. Đây, các bạn cứ tìm và mua đúng như mình bảo thì các bạn sẽ có thể sử dụng. Ok, thì trong cái video ngày hôm nay thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để bật thao tác con trỏ trên màn hình điện thoại. Hy vọng là cái video này sẽ có ích cho các bạn. Và đừng quên bấm nút like, subscribe cho kênh của mình để kênh của mình phát triển hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin cảm ơn.